trước màn hình quý vị và các bạn được thiết kế độc lập với kiến trúc 4 tầng kiên cố kiểu dáng châu Âu, xây dựng trên nền đất có diện tích là 80m2, mặt tiền quay hướng đông bắc. Ngôi nhà nằm trên trục đường chính rộng, vỉa hè nội bộ hai bên với nhiều cây xanh, không gian thoáng mát, yên tĩnh. Tầng 1 được chủ nhà thiết kế một sân cổng riêng. Phía sau là không gian của phòng khách với diện tích khoảng 30m2, được bố trí hài hòa với tông màu sáng. Phía giữa nhà là cầu thang. Mặt cầu thang là ốp đá, tay vịn được làm bằng gỗ, lan can được làm bằng inox. Không gian của bếp và phòng ăn có vị trí ở phía cuối nhà. Mặt bếp được ốp đá, tủ và kệ bếp được làm bằng nhựa cao cấp. Phía cuối là khoảng sân sau nhà và nhà vệ sinh tầng 1. Phía trước và phòng khách được chủ nhà trang bị kính cường lực cùng hệ thống cửa cuốn an toàn. Theo hướng của thang đi lên, mời quý vị tham quan tầng thứ 2 của căn nhà. Phòng ngủ thứ nhất có vị trí ở phía sau nhà. Một cửa sổ thoáng được thiết kế mở ra phía cuối nhà và một cửa sổ được thiết kế mở hướng cầu thang. Không gian trước nhà là phòng ngủ thứ hai. Một cửa lớn và hai cửa sổ được mở hướng ban công, giúp cung cấp ánh sáng và không khí thoáng tự nhiên cho cả căn phòng. Phía ngoài hai căn phòng là nhà vệ sinh, được chủ nhà lắp nhiều trang thiết bị cao cấp và hiện đại. Cầu thang tiếp tục được quý vị và các bạn tham quan tầng thứ 3 của căn nhà. Ngay dưới cầu thang lên là căn phòng thứ 3, có vị trí ở phía sau nhà, được thiết kế giống căn phòng thứ nhất. Phía trước nhà là phòng thứ 4, được thiết kế giống căn phòng thứ 2. Phía ngoài hành lang là nhà vệ sinh chung với nhiều trang thiết bị hiện đại. Cuối cùng là không gian tầng thứ 4, cũng là tầng thượng của căn nhà. Phía sau nhà là phòng giặt và sân phơi, diện tích rộng, không gian thoáng, được chủ nhà lắp hàng rào sắt kiên cố và an toàn. Ngay dưới cầu thang đi lên là phòng thờ. Đây chính là nơi cao nhất và tôn nghiêm nhất của ngôi nhà. Phía ngoài phòng thờ là ban công. Không gian mở thích hợp cho việc tập thể dục hoặc trồng tiểu cảnh. Ngôi nhà nằm trong khu dân cư đông, an ninh tốt, giao thông thuận tiện, không gian xung quanh thoáng mát, yên tĩnh.